Mặc dù không có những cái tiến triển đáng khích lệ nào trong các nhiệm vụ trước đây của bà Phó Tổng Hoa Kỳ, đó là giải quyết cuộc khủng hoảng biên giới nằm ở phía Tây Nam của Hoa Kỳ hoặc là cuộc chiến chống lại cái luật bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa nêu ra. Tòa Bạch Ốc hiện nay đang cử Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris đến châu để bà lãnh đạo ứng phó với cuộc khủng hoảng chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Bà Harris được cho là sẽ tới Đức để mà tham dự một cái hội nghị an ninh ở Munich khi mà các người nguyên thủ ở bên Âu Châu họ đang có những cái hành động tiếp tục một cái nỗ lực để mà ngăn chặn cuộc xâm lăng của Nga vào lãnh thổ của Ukraine. Và Tổng thống của Nga thì ông Vladimir Putin tiếp tục đưa quân ồ ạt tới dọc theo biên giới của hai quốc gia. Theo lời của bà Sabrina Singh là một người phụ tá thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết rằng trong một cái lời tuyên bố, chuyến viếng thăm của bà Harris sẽ thể hiện cam kết chặt chẽ của chính phủ Hoa Kỳ đối với các người đồng minh của khối NATO, tái khẳng định các lợi ích chung của khối NATO trong việc duy trì các nguyên tắc củng cố hòa bình và an ninh Âu Châu kể từ khi Thế chiến thứ hai, và cũng nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Tòa Bạch Ốc đã nhiều lần đưa bà Harris để mà giải quyết các vấn đề liên quan đến chính trị, trong đó bao gồm việc nhiệm vụ giải quyết tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng biên giới phía Nam và cuộc khủng hoảng chống lại cái luật bỏ phiếu của Đảng Cộng Hòa. Và cả hai cái vấn đề quan trọng này đều không có một cái tiến bộ đáng kể nào cho chính quyền Joe Biden. Tổng thống Joe Biden lần đầu tiên giao nhiệm vụ cho bà Harris để mà ngăn chặn cái dòng người di cư ở biên giới phía Tây Nam tràn vào Hoa Kỳ vào tháng 3 năm ngoái. Và trong những cái tháng tiếp theo, hoạt động ở biên giới phía Tây Nam đã có những cái sự gia tăng lịch sử đáng kể khi số lượng các cuộc chạm trán với những người di cư được báo cáo tăng đều đặn mỗi tháng từ tháng 2 cho đến tháng 7. Và hiện nay thì có hơn 2 triệu người di dân lậu đã lan tràn khắp nước Mỹ. Tháng 6 năm ngoái, đài truyền hình NBC News đưa tin ông Joe Biden cho biết bà Harris sẽ dẫn đầu một cái nỗ lực để mà thông qua một cái dự luật biểu quyết quan trọng tại Quốc hội. Và họ cam kết rằng với cái sự lãnh đạo của bà Harris và cái sự hỗ trợ của người dân, chính quyền Joe Biden sẽ vượt qua một lần nữa đối với cái dự luật này. Tuy nhiên, cái dự luật mà vì dân đã bị giết chết tại Thượng viện, không có cách nào mà để thông qua. Bà Harris thì khẳng định trong cái cuộc chiến mà sắp có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine, nếu mà có xảy ra thì không thể nào có một cái sự đồng thuận quốc tế cho cái vấn đề này, và trong đó Hoa Kỳ sẽ là một quốc gia tiên phong đi trước để mà chống lại chính quyền Nga. Nếu chính quyền Nga và ông Tổng thống Vladimir Putin vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng, và chúng tôi rất là rõ ràng với điều đó, cũng là những cái điều mà răn đe mà thôi. Trong cái cuộc họp báo với Thủ tướng Đức vào hôm thứ Hai vừa qua thì ông Biden có khuyên người dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại Ukraine phải rời bỏ càng sớm càng tốt. Và ông Biden nói như sau, thưa quý vị, mà rất là lo lắng. Tôi nghĩ rằng là nếu mà khôn ngoan thì quý vị phải ra đi càng sớm càng tốt. Thì nếu trường hợp anh là một người dân Hoa Kỳ đang ở Ukraine thì anh nghĩ sao? Đó, bởi vậy tình hình rất là bất an, chúng ta không biết được. Nên đúng là những người, thì các công dân nước khác đó, họ cũng kêu gọi chứ không phải riêng Hoa Kỳ. Những công dân Âu Châu, những nước khác mà happen to be đó, mà đang ở bên đó vì lý do là do kia thì nên rút. Nhưng mà họ cứ làm cho tình hình cứ căng lên hoài. Nhưng mà mình không hiểu là cuối cùng nó sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà người ta nói có vài kịch bản. Cái việc nói này là bây giờ đó có thể là cái nước sẽ bị lỗ đó, sẽ phải nhượng bộ nhất đó, vẫn là nước Ukraine. Bởi vì nằm ở cái, người ta gọi là nằm giữa hai lần đạn đó, chúng ta hay nói đó. Nó bị ở giữa hai cái đó, hai thế lực lớn, và nó sẽ phải nhượng bộ. Và nếu có thể giữ nguyên tình trạng, nguyên trạng đó, thì làm sao mà các nước có thể thuyết phục được phía Nga rút bớt quân cũng như cái phía bên NATO bớt, thì có thể đó là cái giải pháp hay nhất. Nhưng vào lúc này có vẻ hai bên đều không chịu, bên nào chịu nương nhau hết. Đó là cái lý do người ta nói rất khó. Hoặc là họ đề nghị phục hồi lại cái thỏa ước Minsk. Minsk là thủ đô của Belarus, thì ngày xưa đã từng ký, nó có những cái nhượng bộ với nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể phục hồi cái điều đó, nhưng không hiểu là bên Ukraine họ có chịu hay không. Nhưng mà rõ ràng cái thế Ukraine bây giờ đang khó khăn. Chúng tôi nói đó là họ muốn loại ra. Mà Ukraine muốn vô NATO lâu rồi, muốn vô cái khối Liên Hiệp Âu Châu lâu rồi, nhưng mà chính không dám vô là vì thời gian rồi vẫn bị Nga hăm dọa hoài, ông Putin hăm dọa hoài. Chứ thực ra họ muốn vô lâu rồi, cho nên chính cái NATO cũng không dám thu nhận lúc này. Trước đây này, đó cho đến bây giờ cũng vậy, ngay cả cái Liên Hiệp Âu Châu. Cho nên nước này giống như bị đi ngoài lề.
nhiều khi nó kiểu ở cái thế có bị gạt ra, gọi là ra rìa đó, có bị chịu thôi. Nhiều khi chính trị mình khó nói lắm, cho nên bây giờ rất khó cho cái Ukraine, và cái ông tổng thống trẻ này cũng rất lo ngại, mặc dù họ cũng đang tập trận, quý vị. Ukraine đó cũng mới tập trận đây để chứng tỏ là họ cũng không có chờ nước nào, ít ra chúng tôi cũng biết tự vệ lúc cần, chúng tôi đấu lại, chứ không nghĩa là tôi ngồi chờ Hoa Kỳ hoặc là chờ Liên hiệp Âu Châu, các nước khác giúp chúng tôi. Cho nên họ đang làm một cuộc tập trận cũng khá lớn đó, để chứng minh là nếu cần họ ít ra họ cũng dám đứng trên đôi chân của họ. Nhưng mà cái điều này thì hơi khác.